để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên luôn có mẹ cha, giờ con tìm về. Lúc nãy tìm hương không thấy đâu cả, mọi người đang bảo để kéo hương lên. Để là cậu thành công thành thật ớm mơ. Ghé đầu làm gì, nhưng ai đem ra ghé đầu bệnh, ghé đầu bệnh nó khác. Cái niềm tự hào vô cùng lớn lao mà to lớn không ai so sánh được là chị, là người con gái của chồng. Thấy mẹ đẹp quá, con hai xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa. Éo cười vui lên là mặt hề hay là cười cười lên. Ok. Kính thưa các ông bà, các cậu, các vợ, các dì, các anh chị, cùng em, cùng các thân bằng quyến thuộc, họ hàng. Hôm nay là ngày mừng thượng thọ của cụ bà Trần Thị Dậu. Chúng tôi xin đại diện là cảm ơn tất cả các quý vị đã đến là chúc mừng cụ được an khang trường thọ. Xin cảm ơn. Và sau đây tôi xin mời chị Ngọc, chị có vài lời phát biểu. Dì Trần Thị Dậu yêu quý của đại gia đình họ Trần. Kính thưa các cậu, các mợ, các dì, họ hàng hai bên nội ngoại của đại gia đình dì Trần Thị Dậu. Tôi là Đỗ Thị Minh Ngọc, là con gái thứ tư của mẹ Trần Thị Uyên Thái, là chị ruột của dì Trần Thị Dậu. Hôm nay tôi rất xúc động được thay mặt tất cả anh chị em trong gia đình chúng tôi ở Hà Nội, thay mặt con cháu chắt của gia đình chúng tôi được dự lễ thượng thọ của người dì yêu quý của chúng tôi. Tôi xin được thay mặt gia đình gửi tặng tới dì yêu quý một bó hoa tươi thắm, hoa cát tường, hoa hướng dương để thể hiện một người mẹ luôn sáng trong như hoa hướng dương để cho con cháu chắt noi theo, và mẹ trường thọ như là những bông hoa cát tường. Thank you.
Bà mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Tất cả con hát đấy. Con là con ba, con của bà rất ngoan. Khi con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn, hãy đi khắp mọi miền. Và đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài đến mình. Ba mẹ
kêu các bạn. Lâu lắm rồi mới gặp Quân Thành. Con trai Trang. Đây rồi. Hey, chào cháu. Ô, Khuê không đến được ha. Tình yêu bao la theo con như câu ru
chưa xóa vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời. Đường tương lai nhiều chông gai và những lúc gian nan làm con ngà quỳ, để con nhớ rằng đời ấy một góc bình yên luôn có mẹ cha, giờ con tìm về. Để con nhớ nơi ấy con tìm về.